Rồi hello xin chào các anh chị nhà đầu tư chào mừng các anh chị nhà đầu tư quay trở lại với lại video nhận định thị trường sau giờ bây giờ là sau giờ khuya rồi sau giờ đi ngủ rồi ha chứ không phải là sau giờ khớp lệnh nữa à, sorry cả nhà là hôm nay các anh em trong câu lạc bộ có những cái việc uh, ngoài 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 thời gian uh, giờ hành chính á, nên hôm nay tụi em không livestream được ha nhiều anh nhiều anh chị lại bảo là cứ khi nào tụi bay đi là thị trường nó sập đi tụi bay đi thì sập nhưng mà thực ra phiên hôm nay nếu mà gọi là sập á, thì không hẳn nó là sập đâu cả nhà hôm nay là một cái phiên điều chỉnh phù hợp để cho nhóm cổ phiếu của vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu của vốn hóa vừa nó có sự lưu chuyển dòng tiền ha thì như anh em coi livestream bữa giờ và đa số các anh chị đều có góc nhìn là biết rồi đúng không khi mà chênh lệch của vn30 và index chúng ta nó chênh lệch gần 80 điểm như thế này thì cái việc điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó cần thiết để có sự lưu chuyển dòng tiền qua bớt nhóm mít ha thì khi đó khi mà thị trường của chúng ta đi về một cái vùng cân bằng phù hợp nó sẽ đi lên nó bền vững hơn vậy thì tại sao lại có câu chuyện là xanh banh và tổng tấn công thì như anh em biết được là cái giai đoạn vừa qua á, cái giai đoạn mà đi bắt đáy ở cái vùng cái vùng mà tự nhiên quên mất 1200 1265 cho tới vùng mươi 1268 đúng không? Con quanh, quanh 68 à đó. Thì đó là cái vùng mà chúng ta đang đi bắt mid cap ha, anh em theo dõi livestream của tụi em thì anh em cũng biết rồi, bắt chứng khoán, bắt uh, thép, bắt uh, dầu khí ha thì những cái cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà chúng ta có thể là kỳ vọng tạo đáy trước. Rồi nó cần cái gì? nó cần có những cái nhịp quét giống như thế này để nó ép bán tiếp ha và nó cần sự điều chỉnh của những nhóm này khác mình nó chưa chỉnh đặc biệt là nhóm ngành banh tại sao anh chị thấy dạo gần đây trên livestream em chưa bao giờ em hô banh nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại tập trung vào con banh thì bây giờ nó đã đưa về cái vùng giá phù hợp cho chúng ta mua đúng không ạ chúng ta cần cái gì cần thời điểm phù hợp vùng giá mua phù hợp thì nó sẽ có chúng ta mua thôi chứ ta không không cần sợ nó phải chạy luôn ví dụ như ngày hôm nay gây áp lực lớn nhất của chúng ta là stb anh chị thấy được là khi stb nó bứt phá nó vượt đỉnh tuy nhiên hai hôm sau không có một cổ phiếu nào thay thế STB tiếp tục câu chuyện đó có nghĩa là chỉ có một mình cái đội của STB hoặc là nhóm cổ phiếu hoặc là nhóm nhà đầu tư đang nắm nhiều STB người ta nỗ lực để vượt thôi tuy nhiên những những nhóm cổ phiếu khác những cổ phiếu ngân hàng khác nó lại không có câu chuyện đó có nghĩa là dòng tiền trong ngân hàng, nhóm trong nhóm ngân hàng nó không có được đồng thuận đi lên mà nó đang có tín hiệu là nó muốn rút ra để nó cần một cái nhịp điều chỉnh nó retest lại ha nó retest lại cung cầu vậy thì nhóm cổ phiếu của STB nó gặp lực bán mạnh là chuyện bình thường anh chị khi thị trường nó chỉ cần nó nhạy cảm thôi là nhóm STB sẽ bán ra. Các anh chị đang lo ngại là STB nó có tin gì? Thực ra nếu mà có tin đó, thân thời thông thường mà STB có tin xấu á, nó sẽ đánh cho anh chị sàn luôn xong mình sẽ ra tin ha, à, hoặc là nó sàn cứng trong phiên luôn. Còn bây giờ STB của chúng ta nó giảm nhưng lực cầu vẫn cao nha. Nếu mà anh chị coi đo, đo được à, buổi chiều này rất là bận, tuy nhiên là anh em cũng lướt sơ sơ qua coi thằng nào nó gây áp lực, đó là đặc biệt là Vinhome và STB. Thì ngày mai Vinhome và STB lại có thể mua được luôn. Còn mua điểm nào thì chút nữa anh em mình sẽ quay lại phân tích kỹ thuật nha. À, nói cho anh em dễ hiểu thôi thì hồi nãy cũng về coi lại những cái chạc đồ thị ha mình không nắm rõ từng từng cái thời điểm nên mình cũng không có đưa ra được một quyết định nào đó nó quá là 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 mang tính chất là chủ quan chỉ có một cái là vẫn động viên anh em là đây ha vẫn động viên anh em hôm nay thì không mua gì cả ha đặc biệt là hôm nay à, đâu rồi nói chung là hôm nay hôm nay chị ngưng vào hàng đúng không vào hàng thì đã hoàn tất hai ngày hôm qua rồi chiều nay hàng bắt đáy về anh em có lãi chủ động chốt lãi đưa tỷ lệ an toàn ha rồi các anh em mà ngắn hạn cộng lướt sóng á, thì chốt lãi từ hôm nay thứ sáu và sáng thứ hai tuần sau nếu như thị trường có kéo nha anh chị, nếu như thị trường có kéo. Còn thị trường nó đang cho chúng ta cái, cái điểm đánh như thế này thì chúng ta sẽ có một chiến lược khác. Thì chiến lược này là chiến lược như thế nào ha? À, chiến lược này đâu rồi đây, 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 đây. quan trọng nhất là khi mà cuối phiên á, anh em mình nhìn lại anh em mình thấy được là chứng bất động sản thép dầu thực ra là em cũng không coi cụ thể về cái đồ thị luôn không coi cụ thể về đồ thị, mình chỉ mở lướt sơ qua cái thị trường mà mình thấy được là chứng khoán cũng giảm về cái vùng à, có thể là nó ngang bằng cái vùng mà chúng ta bắt đáy hoặc sâu hơn có một tí à. Có nghĩa là anh em mà bắt đáy rồi nó cũng không đổ bao nhiêu hoặc thậm chí vẫn còn đang lãi một chút một chút ít, một chút ít ha. Rồi bất động sản cũng không giảm gì nhiều cả. Thép hoặc là dầu khí đặc biệt là nhóm dầu luôn nó còn tăng hơn nữa. Thì dầu khí đã xác nhận cho anh em tạo đáy rồi. À, có nhiều lý do tại sao mình lại bán được dầu khí ở ngay cái vùng mà trước khi nó giảm và bây giờ mình lại hô tim của mình lại mua lại dầu khí ha. Anh em để ý nè bây giờ dầu khí mình đang tập trung gom rất là nhiều, đặc biệt là BSR, BVS, BBD và BVC thôi, đánh như vậy thôi. ha, à, đây này, BSR này và chứng khoán thôi. Nhịp gần đây nhất về đây là chỉ bắt chứng khoán với lại dầu khí rồi. đây ha, FTS, BCI, VGS, rồi MBS, rồi đó nói chung là vậy, vài nhóm dầu khí, ha, đa số là như vậy. và hôm nay rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được là nhóm cổ phiếu dầu khí mình ví dụ nhé à, BDR đi không phá đáy đúng không BBD đi không phá đáy đúng không mà đang còn hồi BBC đi thấy chưa có nghĩa là những cái nhóm cổ phiếu mà nó đã có dấu hiệu nó tạo đáy rồi thị trường nó giảm kể nó chẳng có vấn đề hết đây là yếu tố tích cực khi mà thị trường nó có những cái nhịp mà nó xấu á xấu toàn thị trường á thì những cái nhóm cổ phiếu như thế này này nó không có neo giữ được những cái vùng giá tốt mà đôi khi nó cũng sẽ tiếp tục nó phá đáy luôn có nghĩa là chị thấy được một cái dòng tiền nó bán tháo ra hàng loạt thì đó à uh, thị trường nó giảm mạnh bởi nhịp bán tháo thì nha tất cả các nhóm cổ phiếu nó đều đóng cửa thấp nhất ngày. Nha. Còn anh em mình nhìn thấy được cái nhịp này nó bán nó giảm bởi vì những nhóm cổ phiếu khác nó đang cần một cái sự điều tiết cung cầu. Đặc biệt ở đây là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ha, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Và có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng Ngày mai anh mình mua được luôn. Cái đó là cái hay cái đó mới là cái hay của chúng ta nha. Mình mình đợi mà nó đến với cái gọi là nó, mình đợi mà nó đến với lại cái việc mà mình đã đảo được hàng ra rồi hoặc là mình đang còn tiền á nó rất là sướng. Bây giờ ngày mai này Anh em chuẩn bị bắt banh Không giảm mấy nữa Nắm mít thì ổn chuẩn bị thêm tiền ngày mai bắt banh ha. Không chỉ ba con này nha chị Chút nữa mình còn nhiều con lắm Hồi nãy mới test lại còn rất là nhiều con ha Thậm chí là còn VIP nữa này đó Thì ngày mai là cái việc mà không phải là anh em bán Thực ra là phiên ngày hôm nay á cũng không phải là phiên cho anh em bán ví dụ anh em nắm ngân hàng thì mình đâu nói ha ngân hàng giờ gần đây mình đâu có có mua đâu đặc biệt là nếu mà có chỉ có BIDV nha nếu mà có thì có BIDV lân quanh là 48.9 mươi tám chín là bốn mấy á BIDV thì BIDV nó cũng bao nhiêu ví dụ nhé anh em mình đo một cái nhịp ví dụ ha ví dụ như những nhịp nó bước lên như vậy tính tới thời điểm hiện tại thì BIDV giảm bao nhiêu phần trăm nha 3,96 phần trăm thấy không mặc dù bốn cái nến như vậy nó giảm 3,96 phần trăm có nghĩa là BIDV á, anh em mà mua BIDV mình không nên đánh lướt sóng càng giảm về biên dưới chúng ta càng mua biên dưới của chúng ta là 4748 biên trên là 4950 À, hoặc thậm chí là đôi khi đôi khi nó còn nhú nhú cho chúng ta lên được gần 51 51.5 luôn ha thì cứ về bên dưới anh em lại cứ gom vào và đặc biệt ngày mai nhóm ngân hàng sẽ có cầu rất là tốt bởi vì đa số anh em mà đang chờ ngân hàng á anh thì phải biết gì nè đa số các anh em mà đánh có chiến lược á và đánh đo được dòng tiền á thì những cái nhịp vừa qua á ngân hàng không có mua đâu tại vì nếu mà họ check được cái chạt ngân hàng á thì anh em mình mới thấy được ngân hàng á nếu mà nó khỏe thì cái phiên hôm nay là ngày thứ thưa mấy hôm nay là ngày thứ năm đúng không thì cái phiên trước đó hai phiên là ngày thứ ba á, đây ha à, là ngày thứ ba á, nó không có được đánh gãy kênh dưới đây có nghĩa là anh em nhớ được là ngân hàng nó kéo một nhịp tương đối tốt vào tuần trước đúng không Mà bắt đầu anh em mình thấy thứ hai nó có một cái lực bán cái tuần trước cái tuần ngày thứ năm á là anh em mình thấy ngân hàng nó rít à, nhóm ngân hàng nó rít lên nè à, cái này là cái thứ năm là rít lên nè à, xong rồi nó ép thêm một cây cây trên ngày thứ sáu nè xong ngân hàng nó xả ra sau đó anh em mình thấy được ngân hàng điều chỉnh là chuyện bình thường STB nó tăng vượt đỉnh xong, các cổ phiếu khác nó không tiếp tục nó tăng vượt đỉnh thì khi đó STB và các cổ phiếu ngân hàng khác nó sẽ có những dấu hiệu nó chốt lại trong ngắn hạn ha. Bởi vì uh, không có sự đồng thuận của cả nhóm ngành ha. Rồi anh em mình nhìn thấy được cái việc chạt của nó nó về đây là chuyện hưởng hiển nhiên và nó về chưa? Nó về tới rồi. Ngày mai nó đỏ một tí xíu nữa nó về. Có nghĩa là ngày mai anh em đợi ngân hàng đừng có đợi sâu quá. Đừng có chờ ngân hàng nó về hỗ trợ sâu quá bởi vì ngân hàng nó về hỗ trợ hàng loạt á nó sẽ bật lên rất là nhanh và nó kéo điểm như chúng ta rất nhanh nhịp này thị trường chung của chúng ta vẫn hồi phục được về 1280, 1282 vẫn là như vậy. Tuy nhiên nó có một cái điểm là hồi nữa mình đi vào phân tích VN Index mình sẽ thấy được đây là cơ hội chứ không phải rủi ro. Rủ, rủ, rủ. Tha nó kéo tiếp. Xong rồi nó đạp thì chúng ta mới sợ lọt khe. Còn mà mấy anh đạp xuyên cái khe trước xong rồi mấy anh về hỗ trợ mạnh, cầu nó vào mạnh thì nó còn xuyên khe lên. Có nghĩa là nó có thể nó về cho anh em được 1243, 1245 xong rồi sau đó nó xuyên khe nó đánh về nó test 1280 và nó nằm ở trên mây xong nó đi tiếp câu chuyện nó về ngàn ba nó vượt luôn Đó, đây là cái câu chuyện mình đang nói về xu hướng tích cực còn ở những xu hướng tiêu cực chúng ta không thể nào tránh được cái câu chuyện là tình hình chính trị thế giới nó đang bất ổn đúng không ạ? tình hình địa chính trị đang rất là bất ổn thậm chí là những cái nước xung quanh láng giềng của chúng ta như là trung quốc như là hàn quốc như là nhật bản triều tiên không à, phải, phải, phải nhật bản như triều tiên chẳng hạn nó cũng đang rục rịch nó có những cái động thái liên quan tới tính chất quân sự nhiều thì chúng ta còn cần phải cảnh giác À, chúng ta so lại cái câu chuyện là thị trường của chúng ta từ Covid đi từ năm 2019 đầu 2020 tới bây giờ cũng được 4-5 năm rồi ha anh em cứ nhớ đi những cái chu kỳ kinh tế à, một năm 10 năm hai lần thì bây giờ là cái lần đầu tiên của 10 năm đúng không thì nó sẽ có những cái biến động mạnh thì biến động này có thể là nó sẽ kéo tăng rất mạnh xong rồi sau đó cái năm sau nó sẽ giảm rất mạnh hoặc là nhịp này nó sẽ giảm rất mạnh xong rồi sau đó nó tăng rất mạnh để nó đi về một cái chu kỳ mới ha thì câu chuyện bây giờ là mình nhìn ngược lại thì mình thấy tới thời điểm hiện tại nha các cái cổ phiếu mà thời điểm Covid chúng ta mua nếu mà tới thời điểm bây giờ vẫn còn nắm giữ thì cái khối lượng của anh em vẫn đang còn lãi tương đối nhiều nha anh chị chúng ta chấp nó quay về ba tám bảy mấy luôn nó quay lên nhưng mà nếu anh em không bán ra tính tới thời điểm hiện tại nó vẫn còn lãi rất nhiều ví dụ như tạo lập hoặc cả mập hoặc những đội lớn người ta vẫn đang nắm mà họ ta nắm mang tính chất là dài hạn thì họ hoặc là thời điểm đó họ bắt đầu họ vào thêm tiền họ gom thêm hàng thì thời điểm bây giờ họ lãi rất nhiều nha anh chị họ lãi rất nhiều đặc biệt là ngân hàng anh em mình nghĩ đi ftb đi những cái cổ phiếu mà gọi là phá đỉnh nó có nghĩa là từ cái đáy lịch sử của nó lên tới đây là bây giờ nó đã nhân biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Anh em cứ tính đi, chưa tính là nó chia này chia kia nữa, tính cái thời điểm mà mà, mà nó retest thôi nha Chứ mình không tính tới thời điểm mà Covid nha, Covid đã chỉ có giá, ví dụ như trước, bây giờ sau chia rồi ha, 7 ngàn Xong rồi thời điểm mà năm 2022 là nó có 14 ngàn, bây giờ 33 ngàn rồi anh em, 33 ngàn rồi thậm chí nó phá cái đỉnh luôn rồi Nên cái việc mà thị trường nếu như mà nó có giảm mạnh trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ kinh tế là chuyện bình thường tuy nhiên cái đó là câu chuyện chúng ta không tính bằng ngày mà chúng ta tính bằng tháng ha bây giờ chúng ta tính bằng ngày đi còn khi nào tính bằng tháng chúng ta tính sau tuy nhiên là anh em mình phải phải đi với nhau mình nhớ vậy nè mình phải luôn luôn có một khoản tiền có thể là cash hoặc tiền tiết kiệm hoặc là một cái gì đó thanh khoản cao có thể là vàng cái gì đó anh em tùy nhưng mà phải có luôn một cái khoản tiền có sẵn để làm chi để mình nói rất nhiều lần ha để tự nhiên có một ngày nào đó mình quay trở lại mình thấy được cái giá cổ phiếu mà mình đang chờ nó giảm đi một nửa thì cái việc của mình là cứ lạnh lùng lấy cái phần tiền đó ra và mua để im đó đừng làm gì hết thì khi đó chúng ta mới gọi là nắm và nuôi dài hạn ha gọi là mua xong rồi kệ bà tụi bây, ông này thích hô giảm thô chỉnh hô kim lợn hô gì cái anh em cứ mua khi mà cái giá cổ phiếu của anh em giảm một nửa nha mình chỉ cần một nửa thôi nha còn nhiều anh em còn giảm 70% phần trăm cơ người ta mới vào ha mình cứ một nửa thôi là anh em đầu tư dạng được rồi quan trọng nhất là cái lúc mà nó giảm một nửa rồi á đôi khi á thị trường mà nó giảm về cái vùng mà chúng ta hỗ trợ cổ phiếu của anh em còn giảm hơn một nửa cơ có thể là giảm gấp 2 phần 3 lần chẳng hạn hoặc là giảm hơn một nửa thì cái đó anh em khỏi thoải mái đây. em mình ví dụ nhé nhé TB đây hiện tại 33 đi tự nhiên đù một ngày nào đó nó về 17 anh em mua đúng không về đâu đó nó giảm rất mạnh từ đây nè nó lao xuống dưới đây 17 anh em mua sợ là không, không không dám mua thôi chứ nếu mà nó lao về 17 anh em anh em mua bây giờ nếu mà mình đo theo dạng kỹ thuật thôi nó lao về tới dầu găm ở đây Dấu găm ở đây 20 thôi là anh em bắt đầu là bung tiền vào rồi ha chứ đừng nói về 17 về 17 là về ngay vùng đáy cũ này. 15 tới 17 này về đây em mua mua xong mua tính dài hạn mới mua xong mua về đây chắc chắn nó sẽ bật rồi quanh giá 15 nó chắc sẽ bật rồi được chưa đó đó là câu chuyện mà mình đang nói ha ở đây mình không cổ suý là anh em một là cầm nguyên tiền và nó sẽ giảm trong thời gian kinh tế lỡ thị trường của chúng ta đánh vượt 1 ba mươi một ba nó đi vào chu kỳ kinh tế mới nó tăng luôn sau đó nó mới giảm thì sao đúng không nên cái phần tiền đó nó sẽ có rất là nhiều cái, cái tác dụng khi mà anh em thấy được thị trường chúng ta nó bứt phá lên vượt 1320 1330 bắt đầu anh em thấy dòng tiền đổ vô vào khi đó hoặc là khi đó những cái chính sách kích, kích thích nền kinh tế của chúng ta nó đổ ra thì khi đó tăng rất mạnh đó là mình đang nói chiều hướng tích cực còn chiều hướng bảo vệ rủi ro là anh em thấy được là khi mà thị trường nếu nó có biến động giống như này đi giống như những cái những cổ phiếu này đi biến động như thế này đi một cái thức bản lớn như này nó giảm xuống mà nó giảm tầm khoảng bốn năm cây ra một cây vậy đúng không hai cây ba cây bốn cây lại về đâu đó dưới đây rồi là anh em bắt được nhịp ngắn hạn rồi được chưa cái vấn đề bây giờ là mình quản trị rủi ro làm sao cho nó tốt nghĩa là chúng ta không cần phải tất tay mọi thứ trong giai đoạn này anh em hãy để một cái phần tiền mà mình nói rất nhiều rồi ha cái phần tiền này sẽ là phần tiền giúp cho anh em đổi đời thực sự là sẽ đổi đời ha bởi vì mình đã đổi đời được một lần rồi và mình đang rất là kỳ vọng 5 năm nó sẽ có một cái lần cho mình lại đổi đời nữa nên anh em không cần đánh về full đâu thực ra những cái nhịp như thế này không cần phải đánh căng tay căng cơ đâu bây giờ anh em đánh căng tay căng cơ mà nó giảm mạnh đó chưa đến chưa gọi là chưa tới chợ hết tiền như vậy đúng không nó cứ giảm nó bào bào và bào, bào, nát là lúc đó là em sẽ toàn những cái vùng cao á không phải là những vùng chúng ta mua full margin rồi bất chấp ngày xưa mình cũng bị cái lỗi lầm là, là về tới vùng cao là full margin thị trường mới chỉnh được con tí rồi bắt đầu lao vô mới có ngàn tư mấy là lao vô rồi từ một ngàn năm trăm mấy mấy chục đúng không về ngàn tư kêu chỉnh trăm điểm mấy rồi bắt đầu nó lên tiếp rồi rồi sau đó là anh em thấy được là đi về cho tám trăm mấy luôn thì khi đó mình đã sử dụng đòn bẫy không đúng nhưng mà bây giờ khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi thì anh em cứ chú ý những cái thời điểm mà thị trường nó tăng mạnh đó, thì thời điểm đó phát buộc phải có dòng tiền còn bây giờ thời điểm thị trường của chúng ta làm gì có dòng tiền anh em cứ để ý đi dòng tiền cũng chỉ dòng vòng dòng, dòng dòng đây thôi nó có chạy đâu đâu cũng túi thằng tèo qua túi thằng thằng tí thằng tí qua thằng tuấn đâu có đi đâu đâu nghe nói anh em mình dòng tiền chạy, chạy dòng dòng vòng nhau với lại uh, trên thị trường thôi thì tại sao lại như vậy tại vì anh em mình thấy cái thanh thanh khoản của chúng ta có bây giờ bây giờ nó trên hai 000 ngàn tỷ hoài đó em không có dòng tiền mới đổ vô chỉ có một cái dòng tiền lượng là loanh quanh 17 000 tỷ và dòng tiền đứng ngoài có 17 000 tỷ đó nó tầm khoảng 10 11 000 tỷ ha à, còn dòng tiền trung bình là tầm khoảng 15 000 tỷ đó vậy thôi còn khi nào mình thấy lúc nào có bùng nổ 20 000 23 000 20 000 23 000 thậm chí là tỷ đô thì khi đó dòng tiền mới đổ vào thì đó sẽ là những tín hiệu mang tính chất là yếu tố dòng tiền những tín hiệu khác là mang tính chất là yếu tố vĩ mô khác ví dụ như ngân hàng nhà nước đưa ra những cái thông tin những cái tình, đưa ra những cái uh, uh, gói cứu trợ nền kinh tế chẳng hạn ví dụ liên quan tới bất động sản hay là liên quan tới uh, đầu tư công hay là liên quan tới những chính sách sản xuất tiêu dùng kinh doanh gì đó ha đó đó là những cái chính sách liên quan tới vĩ mô còn bây giờ mình chưa biết nhưng mà anh em phải biết được rằng bây giờ thị trường đó, ngân hàng để gọi là tăng lãi suất lên á để gọi là vào chu kỳ tăng lãi suất lên á thì khả năng là rất là khó nó không nó vẫn phải giữ cái, cái cái chu kỳ là dạy lãi suất nó thấp như thế này để nó còn kích thích nền kinh tế bây giờ tiền lãi suất nó đã, đã giảm rồi mà cái việc mà đưa tín dụng ra ra thị trường nó còn yếu như thế này thì tăng lãi suất lên thì ai mà vay nha bây giờ thì làm sao để cho bơm tiền ra thị trường nhưng không có gây lạm phát không làm cho giá tiêu dùng nó tăng lên không làm cho anh em mình tự nhiên giàu lên bất ngờ về chứng khoán xong rồi bắt đầu anh em mình bung tiền ra thì thời, thời điểm đó nó qua rồi đúng không bây giờ anh em mình phải quay trở lại với ngân hàng thì nếu như mà ngân hàng nó không có câu chuyện là tăng lãi suất thì nó tập trung vào đâu tín dụng đúng không ạ tín dụng bây giờ anh em biết được là giai đoạn mình nói tương đối là nhiều lần ha giai đoạn những như như giai đoạn 3 tháng quý 3 rồi cái giải tốc độ giải ngân tín dụng nó bằng gần như là 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 sáu tháng đầu năm rồi và đặc biệt là cuối tháng 9 đầu tháng 10 này thôi tốc độ giải ngân tín dụng 1% hơn 1% một một tháng. À, một tuần chứ không phải một tháng, à, hai tuần chứ, nửa tháng. Đó có nghĩa là hiện tại là cái tốc độ giải ngân tín dụng đưa ra rất cao, có nghĩa là ngân hàng của chúng ta không có thiếu tiền cho anh em vay, vấn đề là anh em có đủ điều kiện vay và vay được mục đích gì thôi. Nha, ví dụ như vay đầu tư chứng khoán thì chưa chắc thì khó, khó nha, nhưng mà nếu vay kinh doanh hoặc là vay mua xe, mua nhà hay cái gì đó, đủ điều kiện vay là vay bình thường. Chứ không phải anh em kêu là Uh, giờ bây giờ bất động sản không băng tại sao tại giá nó cao quá giờ anh em bây giờ mua thì sợ đu đỉnh còn vay ngân hàng thì không có sống bất động sản thì làm sao mình vay mình đảo được mình kích nợ hoài sao nha nên yếu tố mà ban với lại chứng khoán với lại ngân hàng ban chứng khoán với lại bất động sản nó có một cái yếu tố nó tương đối là tương quan với nhau nha tiền bơm ra bơm ra đâu bơm ra uh, ngoài thị trường chứ phải bơm ra bất động sản thì khi đó nó mới tạo được cái công an việc làm cho tất cả mọi người ha anh chị bất động sản là một cái nơi ở việt nam mình em đánh giá là ông nào cũng làm được ông nào cũng có thành môi giới bất động sản được nhưng mà chứng khoán chưa chắc nha. ông nào cũng thành môi giới bất động sản được đó đó là cái vấn đề ha bây giờ người ta phải phải siết lại không có để cho lạm phát nó tăng cao lên đâm ra là dòng tiền mà đi đầu cơ bất động sản nó không có đó đây chúng ta anh em thấy được dạo gần đây bất động sản nó mệt không tính dụng nó tăng lên nhưng mà bất động sản nó không tăng là là lý do như vậy nó không đổ vào được bất động sản vậy thì tín dụng vừa qua đổ vào đâu à, cái đó là cái chúng ta quan tâm đúng không thì sắp tới anh em mình thấy được là nó sẽ có một số những cái nhóm ngành liên quan tới xuất khẩu nhập khẩu hoặc là một số những cái nhóm ngành nó liên quan tới đầu tư công dòng tiền nó bơm ra bắt buộc nó phải bơm ra một số những dự án liên quan tới nhà nước trọng điểm hoặc là một số dự án nó có liên quan tới công việc là đầu tư hoặc là hoặc là có liên kết với ngân hàng thì bất động sản cũng có đúng không tuy nhiên là bất động sản của chúng ta hiện tại là mình vẫn đánh giá là tương đối khó vẫn tương đối khó trong giai đoạn hiện tại nha nhu cầu ở thực của nhà đầu tư là có chứ không phải là không tuy nhiên là cái giá cũng hơi cao thực ra là bây giờ cái thị trường chứng khoán như thế này mà giá của bất động sản nó cũng không có giảm mà nó cứ tăng theo hàng năm thì ví dụ như một một người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đi họ có lãi đi họ cũng không dạy gì họ quan tiền vào bất động sản họ vẫn cầm tiền ở đó để họ có gì họ bắt đầu họ lại nâng cái đòn bẩy họ lên hoặc là họ làm sao mang cái lợi nhuận nó nhiều hơn nha còn hiện tại thì em thấy được bất động sản không phải là không phải là không có sóng đâu nhưng mà nó hơi khó và nó hơi lâu một tí à, chắc là cuối năm cũng phải cũng sẽ phải có một cái đợt à, gọi là cái đợt chạy KPI của bất động sản chứ đúng không à? phải cái chạy KPI thì năm sau mới có thấy được cái sự tốc độ tăng trưởng như thế nào chứ nếu mà cuối năm mà nó kỳ gạch gạch giống như quý ba như thế này thì bất động sản nó không ăn thua đâu nha chị. rồi quay trở lại với lại câu chuyện là săn ngân hàng thì mua cổ phiếu nào đúng không thì hồi nãy mình đi lại bây giờ mình đi lại cái câu chuyện cũ đi mình đi lại cái câu chuyện là là các cái nhóm cổ phiếu như là chứng khoán như là thép như là dầu khí nó không giảm chúng ta lấy ra một cái ví dụ đi ha à, bây giờ một cái ví dụ đầu tiên hồi nãy là nói về chứng khoán rồi đúng không à chứng khoán chứng khoán đây chứng khoán này anh em chú ý này à, đúng không? Em thấy SSI nó có phá đáy không? Đâu phá đáy đâu Anh em thấy uh, con MBS đi MBS phá đáy không? Đâu phá đáy đâu Rồi những con mạnh nha, mình đang nói những con mạnh nha Còn những cái ông giống như là À có VCI, có VCI là là nó phá đáy Nha, có VCI là phá đáy Bởi vì cái nhịp trước VCI nó tăng rất mạnh nha, Nó tăng rất mạnh nên công việc nó quay lại nó phá đáy là chuyện bình thường Tuy nhiên nó gãy hỗ trợ chưa chưa Ngày mai rút chân lên nằm trên 34.8 là xong Coi như nó ép bán tới nãy luôn ha à, nãy bán tới nãy luôn xong rồi sẽ rút chân lên nha nói chung là VCI cũng là một cái mã tiềm năng ha anh em đầu tư VCI thì sẽ phải hiểu cái câu chuyện bên trong đó là cái gì nó sẽ có liên quan tới uh, nhiều vấn đề khác nữa mang tính chất là cái tầng lớp ở trên nữa ha nói chung nói như vậy là chắc là là mọi người đầu tư VCI mọi người sẽ hiểu vấn đề là cái gì uh, cái sự mà sắp xếp lại uh, sắp xếp lại uh, các anh em như thế này thì là là rất có lợi cho VCI nha thì rất có lợi cho VCI thì anh em cứ để ý đi VCI nếu mà nó bước qua được cái vùng mà tích lũy chỗ này đi lên thôi là VCI nó nó sẽ nổ đấy nó nổ không ngắn đâu nên nó, nó nổ xa đấy anh em nhìn trên khung tháng nè thấy được đẩy sau nó cao đẩy trước đỉnh sau nó cao đỉnh trước rồi đúng không thì cái vùng này nó đang là cái vùng tép đáy của nó nè nó mà nổ qua được là nó sẽ đi lên cho anh em rất là xa thậm chí là nó phá cái đỉnh cũ luôn nên uh, bên bên chứng khoán á có thể là tập trung VCI được không cần phải é ra đâu VCI nó vẫn nhạy hơn nhiều mà hồi xưa giờ mình đánh vẫn thích đánh VCI hơn VCI với VND nhưng mà VND của chúng ta bây giờ chỉ còn là chỉ còn là quá khứ thôi. Thì bây giờ anh em chú ý VCI ha. Còn con cá chép thì bây giờ chưa đâu. Con cá chép mình cũng còn khi mà mình còn thấy nó còn quét nến như này là mình sẽ chưa đụng vào. Khi nào mà nó có một cái chu kỳ nó không quét nến nữa thì cái đó mình vào mới được hoặc là nó sẽ phải gì về giá rất thấp mình mới mua được. Nha chị. Giá rất thấp là giá nào ha? Thì anh em kêu là bây giờ giá này giá rất... à, anh em thấy cái chạt khác nhau không? Con kia là đáy sau nó cao đáy trước, đỉnh sau cao đỉnh trước mà ông này bắt đầu thấy cái đỉnh sau nó còn thấp hơn đỉnh trước rồi nè nó mà phá đáy này nữa bắt đầu nó chưa đi về bên dưới luôn thì sẽ đi về cái mô hình là đây là đỉnh một đây là đỉnh hai nè tìm đáy dưới đây nè nha ngày xưa á, bắt con 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 SHS á, là chúng ta đang đợi nó test lại cái vùng này nè nè đáy một nè đáy hai nè đáy ba nè bức cần đi lên nè mà nó không bức cái lên nó phèo không thì anh em thấy được là là nó không, còn hấp dẫn đâu đợi thêm thôi còn bây giờ anh em mới đánh á tập trung những cái con cổ phiếu chứng khoán có ngân hàng thương mại phía sau hậu, hậu thuẫn ha BCI này ngân hàng bản việt đúng không MBS này có ngân hàng MB đúng không? Có ông Techcombank này thì uh, ông chưa lên sàn thôi. Rồi uh, CTS với lại BIDV, BIDV BSI thì nó cũng không hăng thua đâu. Vì ngân hàng nhà nước thì nguồn tiền có đó nhưng mà xếp sau thôi, sẽ nói xếp sau bên dưới á. Rồi ha, vậy thôi. Rồi đó là chứng, chứng khoán đúng không? Vào nãy là dầu khí đúng không? Bây giờ tới uh, thép. Hoa sen phá đáy không? Đâu có phá đáy đâu. Nam kim. Phá không? Đâu có phá đâu. Hoa phát phá không đâu có phá đâu nó còn tăng lên mà rồi uh, VGS những cái cổ phiếu rồi nó có phá đấy không có đâu có phá đâu thậm chí là phiên phiên ngày hôm nay nó còn kéo lên cho anh em lãi anh em chốt nữa mà. để coi hôm nay là có uh, nó quét nến hay sao à, hôm nay anh quét nến Đó, quét nến thì ông tính Chúng mình cũng duy trì được tới 35 buổi chiều này Nên lên được tới 34 35 anh em mà bắt được 33.4 thì chốt lại thoải mái nhưng mình thì mình mấy cái này chốt lại nó hơi hơi long tí anh em chốt lại nữa thì được Ở hôm đấy cũng là nhịp trước bắt đáy cũng, cũng cũng, được thời điểm mà mà anh em cái hôm cái ngày mà nó giảm mạnh á giảm mạnh á bắt lô vô là lụm thôi hàng về là lãi thôi ngày mai nó cũng có lãi lại à đừng có lo anh em chút lại ngắn hạn thì không sao ngày mai nó kéo lên nó có lãi lại bình thường Thực ra là ngày mai ngày mai cũng chả sao hết mọi người sợ sợ vậy mình thấy gì thấy thị trường nó bình thường không có gì hết nếu mà bây giờ anh em mình còn coi á thì chắc là đang mất ngủ và đang sợ không, không sao hết mình nhìn thị trường nó giảm cỡ này mà tài khoản của mình không giảm có nghĩa là mình đang cầm mà cái những danh mục vị thế tốt còn giảm nhiều là do mình cầm những cái cổ phiếu ngân hàng ví dụ như mình nói đi mbb đi đa số nhiều người cầm đúng không bốn cây năm cây liên tiếp rồi ví dụ như mình tính đi mình tính từ cái vùng trên đây cho tới đây đi nó giảm bao nhiêu phần trăm rồi nó giảm năm sáu bảy phần trăm rồi nãy bidv có ba phẩy mấy đúng không đặc biệt là stb đi nó giảm cho ông ta hôm nay cần cái sàn bả rồi thậm chí là tính từ cái đỉnh này tới đây có bảy tám phần trăm rồi rồi tới acb đi em thấy bốn năm cây giảm liên tục về để hỗ trợ hết rồi đúng không thực ra là nhóm ngân hàng nó chỉnh như vậy là hợp lý nó chỉnh như vậy là rất hợp lý luôn để mình vô để anh em vô để mọi người cùng vô chứ nó cứ neo 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 trên đây sao mình vô và nó có giảm nó chưa về hết hỗ trợ sao mình vô tuy nhiên ngày mai sẽ tổng tấn công banh ha có nhắn trong tim rồi ngày mai bắt buộc chúng ta phải tổng tấn công banh chứ chúng ta không đánh nhóm mít nữa Nha mít ổn chuẩn bị thêm tiền bắt banh Mai chỉ kéo bắt banh Bắt banh Chịu anh em bây giờ là bắt đầu phải chuyển cái cái trọng tâm lại đi Banh nó đưa về giá tốt cho chúng ta như vậy là chuyển trọng tâm đi Nhóm cổ phiếu ngân hàng mà nó giảm từ 5 cho tới 7% là hơi hiếm á anh chị bởi vì tìm một cây trần của toàn bộ nhóm ngân hàng là đâu có dễ đâu mỗi một cây tăng hai ba phần trăm hai ba thôi nhưng mà tìm một cây trần của nó là đâu có dễ tuy nhiên nó quay trở lại cho anh em mình hơn một cây trần là quá quá tốt rồi giảm quá tốt rồi nha còn câu chuyện mà thì trường nó sập về đâu đó ngàn ngàn mấy hay là cái câu chuyện tính sau à, câu chuyện nó không có tính bằng ngày đâu nên đâm ra là mình đừng có lo câu chuyện đó nó chỉ xảy ra khi mà địa chính trị của thế giới nó nó nổ ra những cái diễn biến cực kỳ tiêu cực có nghĩa là tất cả những các nước nó tham chiến và nó nó gây, nó gây rất là đủng loạn cái nền tài chính toàn cầu luôn và gọi là người ta hoảng loạn người ta chỉ có mang tiền về thôi thì khi đó thì chiều chúng ta nó mới giảm từ lên quanh 1240 như này nó về một ngàn hoặc là nó về đâu đó dưới chứ thực ra nếu như mà anh em để ý thì nó không có một cái lý do gì nó giảm cả chỉ có một cái nền kinh tế toàn cầu nó chốt lại chung ví dụ nha thực ra mà kể ra anh em phải nói là Dow Jones nó là nó, nó, đang ở đỉnh lịch sử đúng không nên nếu mà nó có những nhịp điều chỉnh mạnh từ cái vùng đỉnh này nó về đây xong rồi nó gãy là chuyện bình thường nó cũng về biên trên rồi nè anh em coi với nó về bên trên rồi nè nhìn cũng tháng thì chả dễ nhìn nè đúng không nó về bên trên rồi nè thì bây giờ nếu mà nói test về biên dưới là bình thường à, ông đau Jones ông hay cái là ông có cái nhịp giảm của ông xong là nhịp sau ông phá đỉnh <laughs> đây anh em mình thấy được, nó cũng có cái khe mây mỏng này đúng không cũng mất cả tháng trời ví dụ như nó xuyên cái ọt này làm sao thì việt nam mình nó cũng xuyên thôi việt nam mình nó cũng rơi thôi việt nam mình sao chống lại được với thế giới anh này giống như blue chip vậy đó anh giảm thì cả toàn cầu nó giảm toàn cầu nó giảm thì sao việt nam mình tránh được à, dòng tiền có mập người ta cũng rút ra nên chúng ta đánh nhịp này là chúng ta chỉ đánh những cái nhịp mà chúng ta kỳ vọng nó vượt ngàn ba và chúng ta kỳ vọng là đang hỗ trợ mạnh để anh em chốt lãi thôi ha còn đối với mình để đầu tư dài hạn gồng luôn onin gồng luôn thì chưa phải lúc khi mà mình thấy được thị trường của chúng ta nổ về thanh khoản này à, tất cả các cổ phiếu nó đều à, vượt hết các kinh giá giảm này nó về kinh giá tăng hết này rồi à, các yếu tố liên quan tới mặt vĩ mô này à, chính sách nhà nước của chúng ta nó tích cực đưa ra thì khi đó anh em mới đánh vuông hàng vô được ví dụ như ha ví dụ như khung đồ thị uh, tuần này đi mà nó chạm về khách sạn một uh, mươi đi xong rồi nó bật lên ví dụ đi nha xong rồi nó đi tiếp lên như thế này thì anh em mua những cái vùng này nó đâu có gì đâu đấy mới là những cái vùng breakout tốt này tại sao khi mà hai kiếm tuần nó chập lại với nhau nó phóng lên là khi đó anh em mua cực kỳ mạnh luôn cực kỳ tốt luôn phóng kiếm tuần mà nó phóng lên nó phóng cho anh em cả cả bảy tuần bảy tuần là đi cả hai tháng hai tháng mình cứ mua đó test vài ngày nó cũng bình thường nó cũng sẽ có lãi lại thôi nha còn thời điểm như thế này là thời điểm nó đang sai quay sai quay nó cứ lên biên trên nó đạp gì biên dưới nó lên biên trên nó đạp gì biên dưới anh em mà đánh sai nhịp là cứ kéo xanh em mua xong rồi đỏ anh em bán ra như vậy là lỗ hết nha đó bây giờ ở trong tim thì mình chỉ vẽ cái hình này thôi cho anh em tự hiểu có nghĩa là nó mà nó kéo lên đây thì bán nó sẽ rơi về đây thậm chí nó thủng còn nếu mà nó có cái gắn nó đạp ở đây thì mua tại vì đây rút lên nhá rất rõ ràng được chưa hai cái mũi tên đi rất rõ ràng nên anh em đừng có lo <laughs> chỉ là có cái hình cho này mua giảm về đây được cái mua này 68 đó bắt đáy anh em bắt đáy mít 68 đâu có lỗ mà 68 bắt mít không chứ đâu có bắt à, à, gì đâu có bắt à, ngân hàng đó là mọi người có livestream á là mọi người đều biết mình ít cái nhịp vừa qua á mình chỉ tập trung vào mít thôi tại vì mình đo được mít nó đang tạo đáy trước và cái chạch đồ thị của con mít cáp á nó về tới cái vùng hỗ trợ giao găm rồi nó về tới cái vùng hỗ trợ giao găm tháng rồi nên năm ra con mít cap nó không giảm được ở đâu anh em thấy ba cái nến mít đâu Nó giảm đâu nó tăng lên là nó tăng đó là mít cap nó chạy đó dòng tiền nó sẽ đổ vào mít cáp á nha còn nhóm ngân hàng á thì ngày mai nó sẽ tới đó, liệu trước cái vụ này rồi anh em coi livestream thì liệu trước vụ này rồi nó sẽ giảm về đây xong sau đó sẽ mới bật lên Yeah. nó sẽ bật lên thì cái nhịp mà ngân hàng nó bật lên đó là những cái nhịp mà mid cap nó sẽ bị áp lực chốt lại anh em hiểu tại sao khi ngân hàng nó bật lên có nghĩa là dòng tiền nó đổi sang sang ngân hàng đúng không và nó chốt lại mid cap đúng không sẽ đổi sang ngân hàng còn ngày mai là cái nhịp mà chúng ta đi bắt đáy ngân hàng khi bắt đáy ngân hàng xong nó sẽ tái tích lũy lên một vài phiên sau đó nó sẽ tăng tiếp nghĩa là ngày mai nếu mà ngân hàng nó kéo xanh á thì anh em từ từ hẳn bắt kéo xanh nó mới khó ngày mai ngân hàng nó đạp tiếp dễ ngân hàng ngày mai nó kéo xanh nó mới khó Ngày mai mà tự động mở phiên lên một hai phần trăm nó kéo xanh điểm lên luôn là cực kỳ khó luôn, khó đánh lắm. Khi đó ngân hàng nó sẽ còn chỉnh nữa. À, còn bây giờ nếu như mà anh em thấy được ngày mai ngân hàng sáng mà tiếp tục mở mở cửa một vài cổ phiếu đỏ thì anh em cứ bụp ngân hàng thôi. Rồi bây giờ ngân hàng nào quan trọng là ngân hàng nào đúng không? Thì bây giờ nó sẽ có hai phương án đánh an toàn nha, đánh an toàn mà cổ phiếu nó không có bị gọi là gọi là bị biến động quá nhiều á. Anh em chọn cổ phiếu MSB. Nó về quanh vùng giá 12, 12.2 gì là múc vô Chúng ta stop loss ở 11.8 Không bao giờ lỗ Không bao đây còn đã không bao giờ lỗ nha Còn mua trên đây không biết nha Mua trên đây mình biết nha Mua cái cây okay. break lên là chết nè à. Nha mua trên đây là mình không biết nha Nhưng mà ngày mai là mình mua Ngày mai mấy ông nào ngân hàng cắt lỗ là mình mua vào MSB ha Đây là nó hơi nó hơi cứng tí nhưng mà nó rất khó tăng đúng không Thứ hai là BIDV Cứ 47, 48 mua vào Đang 48 ngày mai mình đã đỏ, đỏ nữa Tầm khoảng 47.5, 4, 4 cứ mua vào Nha CTG những cái ngân hàng như thế này là những cái ngân hàng nó đang đi về cái giảm rất là mạnh nó phải tái tích lũy lại nha thì CDG rút chân lên thì thôi, thôi, bỏ đi đó là những cái ngân hàng mà anh em chú ý rồi những cái ngân hàng nó bốc là ngân hàng nào ngân hàng nó bốc thì nó phải giảm sốc đúng không tăng bốc phải giảm sốc ví dụ anh em mà thích đánh ngân hàng mà bốc đó, thì sẽ có con MBB à, chạy chạy rất bốc nha nhưng mà nó giảm giảm cũng rất sốc thì ngày mai MBB tới tới chỗ mua chưa tới tới rồi quanh 24.5 24.4 24.5 nói chung là 24 anh em canh mua 24x càng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt. Mục tiêu của chúng ta đánh lên tới 25.5 mà. Ngân hàng nó tăng 4% vậy là quá ngon rồi đúng không? MBB. Rồi tới ngày cái mã thứ hai. à VIBank. Rồi tại sao lại VIBank? VIBank nó nó chưa giảm nhiều mà tại sao lại mua VIBank? Rồi anh em mình thấy được VIBank nó cách thằng thằng giao găm này tới 19.2 đúng không? Tuy nhiên đừng có đắt bắt 19.2. Bắt 19.2 thì em phải đợi nhịp sau cơ. Còn cái nhịp này á là anh em bắt cho mình ở loanh quanh cái vùng giá đâu đó tầm khoảng 19 được rồi, đừng đánh 19.2. Thủng 19 thì bán, mua về vùng giá 19xx, ít ít, 19 mấy cũng được. Ví dụ như cái vùng giá mà hỗ trợ của chúng ta ở đây đi sẽ là vùng 19.6, 19.7. Ngày mai mà đạp xuống cho anh em tầm 1-2% là mua được rồi, đừng chờ sâu quá nha. Mua rải xuống 19.5, có nghĩa là cái stop của chúng ta là từ 19.5 cho tới vùng 19.7, 19.8 gì đó, mua rải lên. Bởi vì sao? À, khi mà ngân hàng đó, nó có cơ cầu mạnh đó, nó không đợi về mình cái giá dưới đâu nha mà Vban nó chạy chạy rất là sốc đúng không chạy rất bốc Vban nè MBB nè rồi thêm một con nữa là Techcom Techcom đã đánh đúng sideways down luôn rồi, thấy không nếu mà đánh được Techcom sideways down cái đánh như vậy không bao giờ lỗ à, tại sao mình kêu gì Techcom lên đây làm gì mua mua một chí cần phải mua lên đây anh em bán cứ bán đi ai đua cứ đua đi ha nhưng ngày mai mình mua ở Techcom mua ở đâu 23.5 23.4 nói chung là ngày mai giá dưới giá hiện tại như này là bước về bên dưới là mốt lên bên trên bán xong À, rồi có mã nữa Còn mã EB bán nữa rồi giờ mua lại đâu EB thực ra là bây giờ nó không có mua lại Nếu như mà không mua một này mình không dám mua Thực ra bả công văn này kia ra không dám mua lại ha Bởi vì EB anh e em biết là mình đánh dài rồi EB đánh chung với là con ghét á Còn câu chuyện này thì cũng không nắm nhiều đâu Nắm cũng tầm vừa vừa thôi Nhưng mà hai câu chuyện của hai con này Cái câu chuyện đó, nó nó, hay Có câu chuyện nó hay Rồi đó là ghét với lại EB ha rồi tới cái mã cổ phiếu ng ngân hàng tiếp theo là gì? VIP VIP chờ mãi luôn nó phá vỡ cái kênh giá giảm nó tăng không thành công đúng không phải quay lại test đúng kênh giá giảm này nó mới lên lại được đây sẽ là cái cột mốc cho VIP nha VIP đánh lên quanh giá 18 18.2 gì đó lượm VIP có rất là nhiều nha có MB nè có VIP nè có Techcom nè ACB luôn ACB như thế này anh em không mua nữa thì khi nào anh em mới mua về 24.7 24.8 như vậy không mua nữa khi nào anh em mua đúng không đánh như này anh em không mua được cái nào mua bây giờ con này nó càng giảm càng mua được chưa con này càng giảm càng mua có 24 là mua 24 bốn là lụm đánh là phải mạnh 24 bốn là lụm nha rồi ha xong à, còn cái ngân hàng nữa nhưng mà ngân hàng này mình thấy nó ngày mai nó khó về lắm thiệt như con TPBank cũng một ngân hàng tương đối hay mà mai nó khó về lắm cái biên độ mình chờ là cái biên độ này nè có thể là 16.7 anh tại rất nhiều người chờ 16.5 nên mình sẽ mua 16.7 Nha, rất nhiều người chờ 16.5 Nên anh em mình sẽ mua 16.7 nếu ngày mai nó về Nó đạp thêm đi 16.5 tới 16.7 là cái vùng anh em nên mua nha Còn nhiều người chờ 16 thì chắc là mua quýt 16 thì chờ thêm Tuy ban mà nó về 16 là nó gãy cái trend rồi nha Nếu mà về 16 thì chúng ta chỉ đánh nhịp T cộng ra thôi Còn nếu mà giữ được cái trend này thì nên về 16, 7, 16, 8 thì thôi Tiếp tục bật lên thì được nha Rồi đó là tuy banh Rồi anh em mình có một cái mã cổ phiếu nữa là cũng hay Uh, nó cũng là nhóm ngành ngân hàng, tuy nhiên là anh em phải nắm dài hơn tí. Dài tí có nghĩa là nắm uh, ít nhất phải hết năm đi, nắm uh, đánh lướt sóng thì không nên đó NAB. Nam á ha, Nam á dạo này thấy uh, truyền thông marketing rồi mấy cái liên quan nhiều tới uh, quảng bá thương hiệu đó hay tương đương đó hay. Thì Nam á mua đâu, Nam á 15.2, 15.3. Uh, mua được giá 15 thì chúc mừng. Nha, mua được giá 15 thì chúc mừng, tuy nhiên là mình uh, ít khi nào mình được mua được đấy lắm, mình cứ loan quanh 15 ít nhỏ, 15.2 và 15.3 đặt mua được rồi thì mục tiêu của con uh, NAB này á uh, có thể nha mục tiêu của NAB này có thể về được tới 19 20 nha nếu mà anh em đo cái form á, nó sẽ về được 19 20 đây nè ví dụ như uh, target của nó là về tới đây thì anh em mình thấy được là nếu như mà nó đánh được đúng cái dạng uh, dạng nó về đúng cái đây đi thì cái nhịp hồi của nó lên nó có phải lên đây không thì lên đây là tầm nhiêu 19 đúng không sai hơn thì mình lên 20 đó sai hơn thì mình lên 20 Ờ, nên cái biên độ mà nó giảm về đây là anh em mua thoải mái này, lân quanh 15.000 mít này nè. Đó là anh em mua thoải mái luôn ha. Rồi đó là AB. đó là Techcombank, đó là VIP, đó là MBB, có rất nhiều cái mã cổ phiếu cho anh em, thì ngày mai team mình sẽ đến đánh chủ lực nhóm ngân hàng. Midcap gần như là bây giờ full rồi, nếu mà anh em mà đã bán rồi ngày mai thì mua lại đi. Midcap nó không gãy đâu, Midcap tạo đáy rồi nha. Thì bây giờ anh em cứ tập trung ngày mai gom 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 ngân hàng. Rồi mình quay trở lại với thị trường. Thị trường nó rơi như thế này, anh em kêu là bây giờ thị trường nó phá đáy nó rơi xuống ở đây rồi biết nó về đâu. Anh em mở phái sinh ra anh em coi là biết nó về đâu cái gì mà Về đây nè Nó về 1329 mình nói rồi mà Đúng không? Mình nói rất nhiều là phái sinh về đây mình mới lon 1329, 1330 là em sẽ làm một cú lon Cú củ lon của mình nó tầm khoảng 1250 là 20 điểm Cú lon 20 điểm ha Sự trở lại của ngân hàng Ngày mai nó đánh này, cho dù nó mà đẹp đạp ngân hàng thêm tí nữa là ngày mai nó tới à Ngày mai nó giảm thêm 10 điểm nữa là tới rồi à. Đúng không? giờ 38 rồi 38 mà về 30, 38 điểm chứ mấy 8 điểm nữa là về tới rồi. Giờ thế giới cho nó đỏ đỏ xíu qua đi là bắt đầu ngày mai nó mở cửa nó đạp đỏ tiếp nữa cái ngày mai ngân hàng khả năng nó còn chỉnh nữa. Nên mọi người yên tâm. Để mình coi coi CNBC dạo này uh, Dow Jones như thế nào rồi. S&P 500 nó tăng lại rồi với gì S&P 500 tăng nó đã, nó đã tăng, Dow Jones giảm đây, cứ giảm đi. Giảm như nhiều lắm cũng được, giảm ba 300 điểm cũng được Thì ngày mai nó mở cửa đạp tiếp ngân hàng xuống là anh em mình sẽ làm một cú lon phái sinh ha là cái thứ nhất mấy anh em mà nắm lon được trước là xong rồi tiêu rồi đó chung là, 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 mình nói rồi lon ba cái chỗ này là cái lon về đây ăn lon đánh ăn chắc mặt bền về đây lon đảm bảo luôn về đây chắc là lon 10 hợp đồng đánh lon 10 hợp đồng chơi vui ha lon lon quanh một nghìn ba trăm ba mươi còn giảm sâu hơn nữa thì à, kệ đó nói chung là đã đánh em đánh không đánh trong ngày đánh giữ luôn ăn 20 điểm thì ra à, đây là một hỗ trợ rất là mạnh một nghìn ba trăm ba mươi cho nó quét luôn Bây anh em phải giữ được cái cái độ an toàn của tài khoản để cho nó quét nha nó quét 29 nó có thể là nó quét sâu xuống dưới tầm 24 á. cho biên độ nó quét luôn đừng có để vi phạm nha rồi vậy thôi bye bye hẹn gặp lại mọi người ha ngày mai nói chung là cái cái video này là, là giúp cho anh em nhiều động lực hơn đừng có sợ nó xấu thị trường đánh như vậy là hay đó đánh như vậy là tích cực á đánh như vậy là lan tỏa được dòng tiền nhịp sau rất là lớn á ha bởi vì khi ngân hàng nó giảm đều xuống nó bắt đầu dòng tiền nó chuyển qua mít cá bắt đầu nó đi lên đều lên thì nó sẽ ổn hơn ổn hơn Bây giờ nhìn qua về uh, VN30 với lại Mid Cap thì coi trên lịch nhiều điểm nữa rồi Hôm nay giảm 20, đây giảm 13, bắt đầu giảm tới 7 điểm rồi nè Bây giờ 1329 1329, ở đây là 1357, cho nên 59 đi uh, à, 1259 59 là 50 điểm hả 50, 70 điểm hả, còn cao quá ha 70 điểm Hôm bữa là 80 điểm mà bây giờ giảm 7 điểm nữa là tầm khoảng còn 70 điểm. 70 điểm coi VN30 nha. VN30 nó giảm về 1.300, ba, nó giảm 30 điểm nữa. VN30 khả năng rất cao là rơi khe nữa chị. Nhưng mà ngày mai sợ là VN30, ngày mai sẽ VN30 sẽ hồi. Ngày mai có nhúng xuống tí nữa xong VN30 nó sẽ hồi. Nên em sợ ngày mai ngân hàng mình, mình bắt không được giá hoặc là bắt cũng ngắn hạn thôi. Sợ không có giá tốt nhưng tivi là thấy không có giá rồi đó tivi đang giá 17 làm sao mà về 16 năm được đấy sợ là sợ là con vn 30 nó về nè chứ ngày mai là là vn 30 gì hỗ trợ rồi ngày mai gì hỗ trợ rồi mai bật lên chắc nhưng mà ngày mai đánh ngân hàng nhịp tay cộng cũng được mình dở cái là mình kêu mình né mình né ngày mình né ngày thứ thứ tư thứ ba thứ tư tuần sau mà cuối cùng bây giờ vào ngân hàng ra vào đúng ngày thứ ba tuần sau nhưng mà được cái là hôm nay nó đạp thì vậy là tốt á Đạp như vậy thì khả năng nó xuyên khe lên là là có ha Nhưng mà sợ là ngày mai tự nhiên giật ngược kéo lên thì ngay lúc này lại rơi khe đúng không Ngày mai mà ảnh lại giật ngược lên trên đây xong rồi Xong rồi Xong rồi ảnh mới rơi thì nó lại là lọt khe à, Kiểu kiểu như vậy ngày mai Nói chung là là ngày, ngày mai ngày mốt cái tuần sau mà kéo lên là anh em biết phải làm gì rồi đó à, nên cũng gom nên dịp này được rồi, nhịp này thì cứ đợi cổ phiếu nào lãi thì mình chốt còn bây giờ thấy các ngân hàng nó có cơ hội bắt đầu bắt ngân hàng thôi nha rồi vậy thôi ha có tương đối là nhiều mã cổ phiếu ngân hàng hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai trên livestream ngày mai chúng ta sẽ đi bắt cổ phiếu online luôn đánh trực tiếp luôn ha nếu phong cách của em thì người thật việc thật có sao làm vậy mình mua là mình mua báo mua mình bán là mình báo bán nha mình báo đứng ngoài là mình cứ đứng ngoài nha còn bây giờ mình báo lon là mình lon mình báo sọt là mình sọt bye bye mọi người nha hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai see you bye bye